Hello, xin chào mấy bạn nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình COVID-19 ở tiểu bang Victoria, Melbourne, Úc Châu của mình nha. Mình sẽ cập nhật cho những cô bác anh chị nào mà chưa có được đọc qua bằng tiếng Việt á, thì mình sẽ cập nhật bằng tiếng Việt cho mấy cô bác anh chị đó biết tình hình sớm nhất có thể nha. Đây là cái thông báo và quyết định của thủ hiến bang Victoria của mình vừa quyết định ngày hôm nay luôn đó mấy bạn. Nhưng mà cái quyết định của ổng hơi buồn là bang Victoria của mình có 10 vùng đó sẽ trở về stage 3 giống như 3 tháng trước đó, là phải bị cách ly tại nhà mình. Không được ra ngoài như ý muốn của mình nữa nha. Mình chỉ có thể ra ngoài bằng những trong bốn lý do chính đáng thôi, nếu không mình sẽ bị phạt nha mấy bạn. Và nó sẽ bắt đầu áp dụng từ 11:59 khuya ngày thứ tư là ngày mai nha mấy bạn. Và mình phải ở nhà và không được đi ra ngoài. Nếu mình không có lý do chính đáng thì mình sẽ bị phạt nha. Tại vì lý do là không thể chấp nhận được những ngày vừa qua tỷ lệ ca nhiễm nó lên cao quá đó, cho nên ổng mới đưa ra cái quyết định này đó. Hôm nay là thứ ba, Victoria có 64 ca nhiễm mới sau một đêm nha. Còn hôm qua là thứ hai thì 75 ca. Nhưng mà từ trước tới giờ, từ lúc tháng 3 tới giờ thì chưa có kỷ lục nào mà lên cao như vậy. Đột nhiên nó tăng cao như vậy, cho nên ông phải quyết định là lockdown lại để những điều đáng tiếc không xảy ra nữa. Hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người với nhau để dịch không có thể lây lan nhanh như thế nữa nha. Nghe tin thì cũng hơi buồn, nhưng mà như vậy thì sẽ an toàn cho mọi người hơn nha mấy bạn. Đây là cái thông báo của ông này nha. Sẽ đóng từ ngày 11:59 PM ngày thứ tư nha. Đóng cho tới 4 tuần, tới ngày 29 tháng 7 luôn nha mấy bạn. Và 10 vùng đó sẽ nằm trong khu vực lockdown và chỉ có thể rời khỏi nhà trong 4 lý do cần thiết bên dưới này thôi nha. Nếu mà mình vi phạm thì mình sẽ bị phạt nha mấy bạn. Đây là 4 lý do nè mấy bạn. Lý do thứ nhất là đi làm và đến trường thì sẽ được. Lý do thứ hai là mình đi bác sĩ hay gì đó, hay chăm sóc người bệnh gì đó thì chắc cũng được. Lý do thứ ba là mình có thể đi tập thể dục nha. Và lý do thứ tư thì mình có thể đi mua đồ ăn hoặc những thứ vật dụng cần thiết thì mình được quyền ra khỏi nhà. Còn nếu mà mình đi shopping hay là mình đi mua đồ này kia, đồ không cần thiết, quần áo rồi đó, thì sẽ không được nha. Như vậy là mình sẽ bị phạt, mấy bạn nhớ lưu ý nha. Số tiền phạt lên đến 1.600 mấy lần đó, cho từng cá nhân đó. Cho nên nếu không cần thiết thì mấy bạn nên ở nhà nha. Mấy bạn đừng nên ra ngoài, sẽ bị phạt nha mấy bạn. Ông vẫn nhấn mạnh với mọi người là lý do ông quyết định như thế này là do những ca nhiễm gần đây không thể chấp nhận được, cho nên ông phải đưa ra một cái quyết định khó khăn như thế này nha mấy bạn. Còn đây là 10 cái vùng mà mình bị nằm trong khu vực lockdown nha. Số vùng postcode là 3012, số vùng postcode 3021 và 3032, 3038, 3042, 3046, 3047, 3055, 3060 và 3064 đều nằm trong khu vực bị lockdown trong 4 tuần cho tới ngày 29 tháng 7 thì sẽ xét tiếp coi có còn cần lockdown nữa hay không nha mấy bạn. Và bắt đầu kể từ tối ngày mai 11:59 thứ tư đó thì
Nó sẽ hạn chế tối đa số người ra vào trong 10 khu vực đó, và cảnh sát có thể ở phía ngoài chặn xe mấy bạn để hỏi bất cứ lúc nào lý do tại sao các bạn ra khỏi nhà hoặc là đi lại khu vực đó nha. Nếu mấy bạn không có nằm trong 4 lý do chính đáng mà nó đưa ra là mấy bạn có cơ hội bị phạt rất là cao nha mấy bạn. Tuy nhiên là nó sẽ không hỏi từng người đâu nha. Nó sẽ hỏi theo kiểu giống như là tự nhiên nó chặn xe nó hỏi vậy thôi à. Hên thì nó không có hỏi, còn xui xui rồi sẽ bị hỏi nha mấy bạn. Và nếu mấy bạn cho lý do chính đáng thì không sao, còn không là coi như mấy bạn bị xui nha, mấy bạn sẽ bị ăn phạt nha. Cho nên mấy bạn nhớ lưu ý giùm nha. Nếu mà bà con mấy bạn ở gần những khu vực đó thì mấy bạn nên thông báo cho mấy người đó biết, để mọi người mà tránh khỏi mất công tốn tiền phạt. Mùa này tốn tiền mệt lắm nha. Bà con nào của mình biết rồi thì thôi, mà bà con nên share lại để cho những người mà chưa biết đó, để người ta né, người ta tránh, để không thôi người ta bị phạt tội nghiệp lắm nha mấy bạn. Ở bang Melbourne Victoria thì cũng có nhiều vùng bị lắm, nhưng mà 10 cái địa điểm nóng đang bị bùng phát nhiều nhất là 10 cái địa điểm mà mình đang nói đó. Cho nên nó mới lockdown 10 cái địa điểm đó thôi. Còn những địa điểm khác cũng có, nhưng mà số người bị không có nhiều đó. Cho nên nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nó không có lockdown mấy cái vùng đó nha mấy bạn. Còn đây là một số địa điểm để mà mình tới mình khám á mấy bạn. Mình có thể tự giác mình tới mình khám coi mình sức khỏe có ổn định không, có bị lây nhiễm gì không á. Nó có thể đến gõ cửa nhà mấy bạn để yêu cầu mấy bạn khám, hoặc là mấy bạn có thể tới những địa điểm mà nó hướng dẫn rồi mình khám nha. Như vậy thì mình sẽ được an toàn và yên tâm hơn trong mùa dịch này nha mấy bạn. Đây là cái biểu đồ mà những ca lây nhiễm bệnh COVID của bang Victoria của mình này nha mấy bạn. Mấy bạn thấy từ tháng 3 cho tới tháng 6 không? Ở khúc giữa đó nó đang rất là thấp, nhưng mà nó cuối tháng 6 thì mấy bạn thấy cái hiện tượng nó tăng vọt khủng khiếp không mấy bạn? Đó là lý do mà ông thủ hiến bang Victoria mình, ông phải đưa ra cái quyết định quay trở về stage 3 của tháng 3 đó mấy bạn. Cho nên mấy bạn hãy cố bảo vệ mình và bảo vệ cho mọi người bằng cách là nếu không cần thiết mấy bạn nên ở nhà và đừng có ra ngoài đường nha mấy bạn. Coi như là mấy bạn bảo vệ mình và người thân của mấy bạn nha. Tin tức mình cập nhật tới đây xin tạm dừng nha mấy bạn. Chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Video mình xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình nha. Một lần nữa chúc mọi người nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nha. Bye.